Tình yêu chính là vương quốc của con. Sự tàn bạo sẽ đem lại sự giàu có và thịnh vượng. Ta thề với nữ thần, bất cứ người đàn ông nào nếu dám cướp vật tế lễ của người, ta sẽ bắt người đó phải cúi đầu. Một thiên tình sử đầy ngọt ngào và cũng không kém nước mắt. Hôn nhân của chúng ta là một thỏa hiệp chính sự. Nền tảng của mối quan hệ chính là tình yêu. Liệu mối nhân duyên này có được thuận buồm xuôi gió, số phận con như thế nào? Và người không thay đổi được chuyện gì đâu. Nếu như mà ta có chuyện gì đó xảy ra, đang hãy hứa với ta, đang phải kết hôn với người khác. Tình yêu sâu đậm nhưng cũng đầy nước mắt, liệu có tìm được kết cục hạnh phúc? Tại sao người không biến con thành con trai hả? Người nói đi. Ta không cần biết là ngài có bao nhiêu vợ, bởi vì người mà ngài yêu nhất chỉ có rượu hoài gia ta thôi. Nàng phải khiến cho tất cả mọi người tin rằng Chô Đa đang mang trong mình dòng máu của cha. Hành trình vô tận của Thiên Tình Sử Akba Shodha sẽ gửi đến khán giả truyền hình Tiền Giang trong khung giờ phim truyện 12 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.